con cùng quý phụ huynh. Các con ơi, hiện nay tình hình dịch bệnh đang vẫn còn phức tạp. Vì vậy, ở nhà chúng ta cần phải biết giữ gìn vệ sinh nè, tay, chân và cơ thể cho sạch sẽ nha các con. Các con có biết virus corona xâm nhập vào cơ thể chúng ta bằng cách nào không nè? Đó là chúng xâm nhập vào mũi và ở trong khoang mũi, sau đó vào cơ thể của chúng ta. Vì thế chúng ta phải giữ gìn vệ sinh nè, mặt mình nè, mắt, mũi, miệng cho thật là kỹ như các con. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con, cô có một chiếc khăn và chúng ta dùng chiếc khăn này để rửa mặt của mình cho thật là sạch sẽ để phòng chống virus corona nhé. Và để rửa mặt bằng cách nào, như thế nào thì cho nó đúng cách. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con rửa mặt đúng cách qua bài thơ Bé Tập Rửa Mặt. Bây giờ các con nghe cô đọc bài thơ nhé. Bài thơ Bé Tập Rửa Mặt. Một tay chẳng làm được, bé phải lau hai tay. Bắt đầu từ mắt này, lau từ trong ra nhé. Nhích khăn lên các bé, lau xuống mũi xuống đi. Sau đó đến cái gì? Cái miệng xinh của bé. Cô cắt sọng nhỏ nhẹ, làm thế nào nữa đây? Bé gấp đôi khăn này, lau hai bên má đỏ. Gấp đôi một lần nữa, lau cái cổ cái cao. Mặt bé nhìn chăm chăm, kia cô khen bé giỏi. Tác giả Nguyễn Thị Lâm. À, các con ơi, bài thơ dạy chúng ta lau mặt là phải đúng cách, là lau từ mắt, mũi, miệng, cằm và cổ để cho khuôn mặt mình sạch sẽ. Và tốt nhất chúng ta nên lau với nước ấm nhé các con. À, các con ơi, các con biết chúng ta lau mặt khi nào không? À, khi ra ngoài về nè, rồi khi mặt chúng ta bẩn nè, rồi khi ngủ dậy và sau những bữa ăn. Là trước khi rửa mặt thì chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta phải lau hai cái tay, rửa hai tay mình cho sạch bằng nước sát khuẩn hoặc ra xà phòng Lifebuoy, và rửa phải đúng cách theo 6 bước nha các con. À, các con ơi, bây giờ cô sẽ đọc lại bài thơ và hướng dẫn các con cách rửa mặt đúng cách nha chưa. Bây giờ các con chú ý nha. Đầu tiên để chuẩn bị thì chúng ta sẽ giữ cái khăn ra cho phẳng và để khăn lên hai tay. Rồi bây giờ các con cùng rửa mặt và đọc thơ với cô nghe. Bài thơ Bé Tập Rửa Mặt. Một tay chẳng làm được, bé phải lau hai tay. Bắt đầu từ mắt này, lau từ trong ra nhé. Nhích khăn lên các bé, lau xuống mũi xuống đi. Sau đó đến cái gì? Cái miệng xinh của bé. Cô cắt giọng nhỏ nhẹ, làm thế nào nữa đây? Bé gấp đôi khăn ngay, lau hai bên má đỏ. Gấp đôi một lần nữa, lau cái cổ cái cằm. Bé nhìn chăm chăm, kia cô khen bé giỏi. Tác giả Nguyễn Thị Lâm. À, cô vừa dạy chúng ta lau mặt đúng cách. Như vậy, trong tình hình dịch bệnh này, các con ở nhà nè phải thường xuyên lau mặt nè. Và chẳng những vậy, chúng ta còn phải giữ vệ sinh, lau rửa tay đúng cách nè, rồi đánh răng nè, và giữ ấm cho cơ thể nha các con. Cô mong rằng dịch bệnh sẽ mau kết thúc và cô giáo chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở lớp, ở trường nhé. Cô chào tạm biệt các con.